Giờ mình đang có mặt tại tòa nhà ở đường Hàm Nghi, đằng sau của bánh mì Như Lan, chợ cũ mọi người. Ở đây ngày xưa dập dìu lắm, bây giờ ế. Trước mặt xin đề là phố đi bộ. Pirapo này. Nhà bút chì á mọi người. Dạ, ở trên đó nó có một cái quán cà phê 33 tầng. Nhưng mà nó ở tầng 33 là nó có cà phê rồi. Mình có lên đây một lần rồi mới. Đây, Như Lan. Lan chợ cũ Sài Gòn Sky đó là đó, lên đó là cái kịch là in trend là lối vô. Restaurant cà phê dessert như là khoảng 2 giờ rồi biết. Seven Eleven. Đang lên bên bánh mình đặt đẹp quá mới mình đặt. Tháng lễ 30/4 rồi. Quay cho cả nhà mình coi gần lễ 30/4 mới mình đặt đẹp quá. Bến tàu cao tốc Bạch Đằng. Sài Gòn Côn Đảo. Ê, bữa nào mình đi thử đi ra Côn Đảo bằng tàu con tóc coi là sao không đúng không. Nó mới có hồi xưa thì nó có Sài Gòn Vũng Tàu đi ra ngay cái bãi trước rồi gì đó. Ở đây không có nhà.
chân. Hôm trước em vào đó. Đây, đây. Ở đây là cái hãng Ba Son ngày xưa nè mọi người. Bây giờ là biến mất cái hãng luôn, thành cái cầu. Treo luôn. Mặt xin gì là mới mình đặng nè mọi người. Mới mình đặng về đêm đẹp ghê chưa. Đây là cái cầu mới xây. Ngày xưa khu này là hãng Ba Son đóng tàu á mọi người. Bây giờ là biến thành cái cầu treo này luôn rồi. Đâu ai nói ở đây là Sài Gòn đâu phải không? Cái tưởng mình đang ở nước ngoài nào anh chứ. Nhưng mà đó là Sài Gòn hả thưa mọi người. Trên tàu đẹp quá ha cả nhà, gió lồng lộng luôn. Còn được cái ban ngày nóng mà giờ này là mát mắt rưỡi luôn. Đó, xin gì đang quay về hướng tòa nhà Pitexco mọi người. Hồi xưa thằng Landmark chưa có, nó là thằng cao nhất Sài Gòn. Gì mà có anh công an gì phạt đây. Ký ức về hãng Ba Son là biến sạch rồi nha mọi người. Thay đổi rất là nhiều luôn. Đây là cái tàu mà người ta chở du khách đi đêm chơi trên sông cho mát nè mọi người. Hôm bữa xin gì cũng có đi, xong rồi nó có nhiều tầng lắm, 2-3 tầng. Thì nó chở khách du lịch, rồi nó có cho nhạc công chơi nhạc saxophone, rồi nước uống miễn phí ở trên. Đi coi hai cung cảnh hai bên, những cái đèn led đẹp vô cùng luôn.
bên kia đó là Thủ Đức mọi người ơi. Đó, xa xa đó là Landmark đó. Nhà mình mà ở gần đây tới tối đi bộ không có lý ha cả nhà ha. Đi dài dài với cái thành cầu nè. Gió mát lắm. Hồi xưa là Cindy thấy ta tụ tập ở trên cầu này nhiều lắm á mọi người, chụp hình quay phim, mà bây giờ bắt đầu là cảnh sát họ không cho nữa rồi. Hồi nãy Cindy thấy họ thốt mấy đứa nhỏ đi đó. Mọi người coi cái trụ cầu treo nè, nó đụng ghê chưa, cao thiệt là cao luôn á. Đây là cái cửa để cho nhân viên tàu vào nó sửa chữa. Mấy cái cáp treo nè mọi người. Để sợ không? Mấy cái sợi dây treo á, khổng lồ luôn. Giờ mình đi qua khu Sala nha. Hồi xưa Sala nó là quận 2 chứ em. Hả? Bây giờ đi lộn đường hay đi qua Hầm Thủ Thiêm luôn nha cả nhà. Máy bay phản lực đó mà vẫn còn nóng. Như qua Sala mà chạy lộn đường qua tới đây luôn. Nguyễn Thái Bình luôn rồi. À, bây giờ mình lại đi vào hầm để đi qua hướng mình Sala lại. Tiếp tục đi nè mọi người ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vắng ha. Vắng tanh. Ngoài này còn có người ở phút trong mà tiêu hết rồi. Cái chủ hết rồi đó nha. Đang có làm gì? Thì chủ chẳng làm có cái gì thì người ta có thể ngồi. Một thời quanh liệt. Đèn đuốc sáng chân. Giờ tiêu hết rồi. Đèn đóm giờ tắt bớt hết rồi. Đây, bên này cái công viên. Công viên đang thui lùi luôn. Cỏ mọc tứ bề. Phía trong còn được một lối đi đường mòn cho tôi đi bộ. Không có đó thì xây dựng bỏ luôn nó thui luôn biệt thự. Đó bỏ luôn đóng cửa luôn. Cái gì cầu cầu ánh sao rồi gì đó nó tiêu. Cầu ánh sao là bên quận 7. Dạ. Được cái dãy bên này là tương đối á.
rồi đóng cửa nè, cũng này đóng cửa hết. Cái này là cái phố Sinh, Sinh đẹp lắm luôn á. Nguyên chỗ này là xem lại Sa La quận 2 mỗi năm nó mỗi mỗi xuống, mỗi năm nó mỗi xuống, càng ngày nó càng vắng. Giờ mình lại đi qua về Sài Gòn. Lúc trước khu này buôn bán nhớ không? Ừ. Quán xá quá trời, giờ dẹp sạch hết luôn. Nó đô thị đang cho. Thì đó, đô thị nó không cho, dẹp sạch hết luôn. Hồi xưa ở đây là bán trà đào, canh tắc, cà phê đủ thứ á. Cái nhà chung cư nó lẻ loi, nó cao cao, nó giống như cái tháp Bút Chì.